test cái đĩa sau chiếc quay S nha, bao ok nha ha. Đó, thắng lấy bánh ha, lết đường dài nha ha. Đó, anh em mà muốn lên đĩa sau chiếc quay S full chờ thì ghé ủng hộ bên độ xe ha. Đây, chào anh em quay 110 nha, giới thiệu với anh em cấu hình bộ đĩa sau hàng Nissin Nhật ha. Xe này thì chủ xe có làm đĩa rồi nhưng mà chạy không được nha, thì chủ xe muốn làm cấu hình cái bộ đĩa mới nha, thì cấu hình thì đi cho chủ xe là Hydrin hàng Nhật cho chủ xe luôn, Nissin Nhật nha, heo vàng ha, đi đĩa lớn bát lớn chủ xe nha, không chơi lồng đền. Bình dầu thì mình để đây cho anh em dễ thăm dầu luôn đó. Anh em thấy là mình bộ đĩa rất là gọn gàng ha, nhẹ nhàng nhũ xe. Cái này mình chưa rửa ráy ha, đó lắp xong mình sẽ đi chút nữa mình sẽ đi rửa ráy lại cho chủ xe để chủ xe cho đẹp nha. Thì sẽ cho anh em coi cấu hình luôn. Thì lắp ráp thì không chê lồng đơn, anh em thể nhìn ở trong cái bánh xe nè, lắp ráp như zin nha, quay rim phu chờ ẹt này kia là mình lắp ráp cho anh em như zin luôn đó. Dòng tay ga mình lắp là ok cho anh em ha, không có bị cạ bố cạ đĩa nha. Thì cái tại sao chủ xe lại lên bộ đĩa mới ha, tại vì cái xe nó bị cạ bố cạ đĩa nha, đó cho anh em mà coi nè, rất là nhẹ nhàng nha, không có bị cạ bố cạ đĩa hết á. Anh em chạy một tuần cho cái đĩa này nè với cái bố này nó đều nhau, nó càng nhẹ nha. Đó, cho anh em coi bánh sau nè, đó rất là nhẹ nha, ok cho anh em ha. Đó, anh em có nhu cầu lên đĩa sau thắng ăn bánh nhẹ đi tour đi phượt là an toàn thì ủng hộ bên độ xe Việt Nam nha. Thì độ xe Việt Nam mình làm xong thì sẽ có hóa đơn và phiếu hành cho chủ xe. Đây là phiếu hành của bên độ xe Việt Nam nha. Ở đây là thẻ bảo hành cho anh em ha. Đó, anh em yên tâm. Làm bên độ xe Việt Nam mình lúc nào cũng phải uy tín ha, và bao cho anh em là trong thời gian bảo hành sẽ là miễn phí nha, không có tính phí cho anh em ha. Rồi, chút nữa mình sẽ chạy test thử để cho anh em tham khảo bộ đĩa nha. Rồi, chào anh em. Test cái đĩa sau chiếc quay S nha. Bao ok nha ha. Đó, thắng lấy bánh ha. Lết đường dài nha ha. Đó, anh em mà muốn lên đĩa sau chiếc quay S full chờ thì ghé ủng hộ bên độ xe ha. Lắp ráp là như zin nha, thắng ăn bánh rồi nhẹ ha, bao ok cho anh em. Mình test nhẹ rồi mình giao xe chủ xe nha, bây giờ cũng tối ha, anh em tranh thủ qua sớm xong sớm nha. Đó, nguyên dàn xe đây là mình mai mình sẽ làm mình xong xuôi chủ xe luôn. Đó, test nhẹ nha, một vòng nè. Đó, quá trời dài mà. Đó, thắng lết hai đường dài cho anh em luôn. Đó, quá ok, thắng ăn bánh rồi nhẹ, mình sẽ test bánh xe cho anh em coi nha. Đánh lên là nhẹ nhàng nha, không bị kẹt ha. Đó, quá trời đã luôn ha. Đó, thắng cái lết bánh liền nha. Đó, rất an toàn, nhẹ nhàng ha. Đó, bánh rất là nhẹ. Mình sẽ test cho anh em coi thực tế bánh xe thâu khi thắng như thế nào và chạy như thế nào ha. Rồi, test lần nữa cho em coi nha. Đó, quá trời dài luôn ha. Đó, nhích nhẹ bánh liền ha. Rồi, sẽ test cho anh em coi bánh xe để cho anh em cảm nhận luôn nha. Quá đã anh em ơi. Rồi, test nhẹ bánh xe cho anh em coi ha. Đó, chiếc quay S 110 ha, làm full của bộ đĩa Nhật nha. Quá nhẹ luôn. Thêm cái nữa anh Kiệt ơi. Cái nữa đây. Rồi, gửi anh chủ xe nha. Anh chủ xe anh muốn nhẹ nhàng thì em làm cho anh nhẹ nhàng nha. Đó, ba ok nha ha. Đó, quá ok luôn. Đó, quá nhẹ nhàng nha anh trai. Rồi, anh em muốn ủng hộ thì ghé bên 462/15/2 nha. Quá ok. Đó, thắng là đứng bánh ha. Đó, thắng đứng bánh nha. Đó, ba ok cho anh ha. Đó, đứng bánh nè. Rồi, quay lại cho anh em coi luôn. Đó. Rồi, người thật việc thật nha. Rồi, cảm ơn anh em.